mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Ukraine lần đầu tập kích UAV vào quê nhà ông Putin. Nga cáo buộc Ukraine phóng UAV vào Leningrad, quê nhà của tổng thống Nga Vladimir Putin. Newsweek đưa tin, nga ngày 18 tháng 1 cáo buộc một UAV của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào vùng Leningrad, quê nhà của ông Putin. Đây là lần đầu tiên mà Ukraine phóng UAV vào khu vực này kể từ khi xung đột giữa Kiev và Moscow bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn rơi UAV ở Leningrad. Ông Putin sinh ra ở thành phố Leningrad, nơi đã đổi tên thành Saint Petersburg vào năm 1991. Tuy nhiên, khu vực xung quanh thành phố này vẫn giữ nguyên cái tên từ thời liên xô cũ là Leningrad. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không làm nhiệm vụ đã phá hủy một máy bay không người lái trên lãnh thổ khu vực Moscow và đã đánh chặn một chiếc trên lãnh thổ khu vực Leningrad. Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beklov cho biết không có ai bị thương trong vụ tấn công. Các cuộc điều tra đang được tiến hành, ông nói thêm. Vladimir Prokop, một quan chức do Nga bổ nhiệm, phụ trách quản lý khu vực Zaporizhia cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công bất thành vào một cảng dầu ở biển Baltic trong đêm. Cơ sở hạ tầng của cảng không bị hư hại và không có ai bị thương. Ông Rogov nói, cho biết thêm rằng Leningrad là khu vực thứ 19 của Nga mà Ukraine nhắm đến trong cuộc chiến cho đến nay. Ukraine chưa bình luận về cáo buộc này. Ngoài ra, nga hôm nay cho biết thành phố Belgorod gần biên giới Ukraine đã bị tấn công. Moscow tuyên bố đã bắn hạ toàn bộ 10 tên lửa, nhưng có một người bị thương. Các khu vực biên giới nga như Kursk, Bryansk, Belgorod cũng như thủ đô Moscow thường xuyên trở thành mục tiêu của máy bay không người lái và tên lửa kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Kyiv hiếm khi nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ nga. Các quan chức nga cáo buộc Kiev âm mưu phá hoại nhằm nhắm vào cơ sở hạ tầng lớn của nga, bao gồm các nhà máy điện hạt nhân. Cho đến nay, các cuộc tấn công vào lãnh thổ nga chỉ gây thiệt hại nhỏ, nhưng Điện Kremlin mô tả các cuộc tấn công này là những hành động tuyệt vọng nhằm che đậy những thất bại của Kiev trên chiến trường. Theo các quan chức Mỹ, các cuộc tấn công nhằm mục đích nâng cao nhuệ khí của người dân và quân đội Ukraine, đồng thời cho thấy Kiev có thể tấn công trở lại. Tổng thống Vladimir Putin đã ban bố cảnh báo ở một số vùng phía Tây nước Nga, trao đổi thêm thẩm quyền cho giới chức địa phương nhằm đảm bảo an ninh và nhanh chóng ứng phó trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào. Tuy nhiên, theo giới quan sát, khả năng quân đội Ukraine tấn công sang lãnh thổ Nga bằng đường bộ rất khó xảy ra. Nga đã nhiều lần khẳng định bất cứ hành động tấn công nào nhằm vào lãnh thổ của nước này sẽ bị đáp trả mạnh mẽ. Moscow cho rằng những cuộc tấn công của Ukraine và lãnh thổ Nga sẽ không thể diễn ra nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ và NATO. Tuy nhiên, Washington nhiều lần khẳng định không khuyến khích cũng như không hỗ trợ Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Mỹ cho rằng Ukraine có quyền tự quyết định phương thức tác chiến, nhưng nhấn mạnh Washington phản đối tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông Lavrov nói chiến dịch ở Ukraine giúp thanh lọc xã hội Nga Ngoại trưởng Lavrov cho biết chiến dịch ở Ukraine giúp thanh lọc xã hội Nga sau khi hàng nghìn kẻ phản bội trốn khỏi đất nước hoặc bị trừng phạt. Chiến dịch quân sự đặc biệt đã giúp đoàn kết xã hội của chúng tôi hơn bao giờ hết và góp phần thanh lọc những người cảm thấy họ không thuộc về lịch sử, văn hóa Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong cuộc họp báo tại Moscow hôm nay đề cập tới cuộc chiến ở Ukraine, theo cách gọi của Nga. Hàng chục nghìn người Nga đã rời khỏi đất nước sau khi Điện Kremlin phát động cuộc chiến ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022, cũng như sau khi Tổng thống Vladimir Putin ban bố lệnh huy động quân hồi tháng 9 năm 2022. Ngoài những người đã rời đi, một số ở lại cũng bắt đầu cân nhắc điều đó. Ông Lavrov nói thêm, các quan chức Nga nhiều lần gọi những người rời khỏi đất nước là kẻ phản bội. Nga cũng đã trừng phạt nhiều người vì chỉ trích cuộc chiến ở Ukraine. Đây không phải lần đầu tiên giới lãnh đạo Nga đề cập tới việc thanh lọc xã hội, trong khi cũng tuyên bố sẽ phi phát xít hóa Ukraine. Tôi chắc chắn việc thanh lọc xã hội cần thiết này sẽ giúp củng cố đất nước, ông Putin nói hồi tháng 3 năm 2022. Người dân Nga luôn có thể phân biệt được những người thực sự yêu nước với những kẻ phản bội đáng khinh. Trong cuộc họp báo thường niên hồi tháng 12 năm ngoái, ông Putin cho biết Nga đã triển khai 617.000 quân ở khu vực xung đột dọc theo chiến tuyến ở Ukraine. Thêm rằng, khoảng 244.000 binh sĩ được huy động đang đóng quân tại các vùng lãnh thổ do lực lượng Nga kiểm soát. Ông bác khả năng Nga ban bố lệnh động viên quân thứ hai. Nga đã huy động được hơn 300.000 lính trong đợt động viên quân một phần vào cuối năm 2022. Nước đi mạo hiểm của Nga có thể đã giúp Ukraine bắn rơi mắt thần A-50. Sau khi Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay A-50 của Nga, các chuyên gia chỉ ra chiến thuật mạo hiểm của Moscow có thể đã giúp Kiev thực hiện điều này. Newsweek dẫn lời chuyên gia đưa tin Nga có thể đã chuẩn bị cho việc đối phó với những chiếc F-16 do Mỹ sản xuất sắp được giao cho Ukraine khi Moscow mất đi hai máy bay quan trọng. Giới quan sát đánh giá Nga dường như đã có mức đi mạo hiểm với tính toán này và giúp Ukraine tận dụng thời cơ để gây thiệt hại cho đối phương. Hồi đầu tuần, Ukraine tuyên bố phá hủy một máy bay cảnh báo sớm A-50 và một máy bay kiểm soát trên không IL-22 của Nga trên biển Azov. Nga vẫn chưa lên tiếng về vụ việc, nhưng nếu đây là sự thật, thì việc mất đi hai chiếc máy bay tương đối hiếm sẽ được xem là mất mát không nhỏ đối với Moscow. BDF A-50 là máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không, được Nga sử dụng để phát hiện lực lượng phòng không đối phương và giúp cho việc phối hợp các cuộc tấn công của các máy bay Moscow khác. Mỗi chiếc có giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, chưa rõ Ukraine đã dùng vũ khí nào tấn công hai máy bay Nga, nhưng Forbes dẫn nguồn tin nói rằng chiếc A-50 và IL-22 dường như đã bay qua khu vực Bedian mà Nga đang kiểm soát, cách 120 km so với tiền tuyến, khiến hai máy bay này đều nằm trong tầm đánh chặn của hệ thống phòng không Kiev. Chuyên gia Frederick Metens từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược La Hay, Hà Lan trong những tháng qua đã có những dấu hiệu cho thấy đã kết hợp A-50 cùng với hệ thống S-400 và S-500 cùng với tên lửa tầm xa. Ông nhận định, theo tôi, việc Nga triển khai A-50 là sự chuẩn bị có chủ ý của Nga cho sự xuất hiện của F-16 sắp tới. Ông cho rằng Nga dường như đang cố gắng tạo lợi thế tại cuộc chiến trên bầu trời bằng cách đẩy lực lượng không quân Ukraine lùi xa nhất có thể, đồng thời gây ra sự tiêu hao nhiều nhất có thể trước sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16. Theo ông, Nga dường như hy vọng có thể tấn công F-16 trên mặt trận và trên không. Ngay khi có thể nên họ đã điều động A-50 bay gần tiền tuyến hơn để tập dượt chuẩn bị. Tháng 10 năm ngoái, Nga từng tuyên bố bắn rơi 24 máy bay Ukraine trong 5 ngày. Ukraine tới nay chưa lên tiếng về con số này. Theo chuyên gia quân sự Yuri Knutov, Nga có thể đã sử dụng hệ thống phòng không tầm xa S-400 phối hợp với máy bay A-50 để phá hủy máy bay Ukraine. Nhờ khả năng bay cao, A-50 có thể phát hiện các máy bay của đối phương cất cánh từ các sân bay quân sự bí mật hoặc các sân bay đã đóng cửa của Ukraine, thậm chí từ các đoạn đường cao tốc, ông nói. Sau đó, tên lửa đánh chặn bắt đầu tìm kiếm được mục tiêu, định vị và cuối cùng là phá hủy mục tiêu. Tầm bắn của hệ thống này rất lớn, có thể lên tới 400 km hoặc thậm chí xa hơn, ông Knutov cho biết. Chuyên gia David Jordan tại trường King College, Anh đồng tình với nhận định của ông Metten. Ông cho rằng Nga dường như mong muốn tìm kiếm thêm máy bay ở khu vực sâu hơn trong lãnh thổ Ukraine để tấn công phủ đầu nhằm phá hủy. Trong khi đó, chuyên gia vũ khí và quân sự David Hamlin nói với Newsweek, Tôi cho rằng người Nga đang chấp nhận rủi ro khi điều động A-50 bay gần tiền tuyến để cải thiện cơ hội đánh trúng F-16 khi mà các phi cơ này được giao cho Ukraine, Ukraine dự kiến sẽ nhận được những chiếc F-16 đầu tiên từ các đồng minh phương Tây trong vài tháng tới, mang lại cho lực lượng không quân Kiev loại máy bay có hệ thống điện tử hàng không hiện đại hơn và radar tốt hơn. Với các máy bay phản lực này, Ukraine có thể sẽ hoạt động từ khoảng cách xa hơn, phá hủy các hệ thống phòng thủ trên mặt đất của Nga dễ dàng hơn và buộc phi cơ Nga phải bay xa hơn trên tiền tuyến so với hiện tại. Mặc dù không phải là viên đạn bạc, nhưng F-16 được kỳ vọng sẽ khiến cho các cuộc tấn công của Nga và Ukraine trở nên khó thực hiện hơn, gây nguy hiểm cho vũ khí của Nga, làm giảm ưu thế trên không của Moscow. Ukraine bắt sinh viên bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga Cơ quan an ninh Ukraine thông báo đã bắt một sinh viên có hành vi thu thập thông tin nhạy cảm về cơ sở lưu trữ hóa chất của nước này cho Nga các chuyên gia mạng của Cơ quan An ninh Ukraine SBU đã bắt một gián điệp của Cơ quan An ninh Nga FSB đang hoạt động tại khu vực Odessa. SBU hôm nay thông báo, song không cung cấp danh tính. SBU cho biết nhiệm vụ chính của gián điệp này là xác định và gửi tọa độ cơ sở lưu trữ chất độc hại, gồm cả nhà kho và nơi lưu trữ thuốc trừ sâu. Cơ quan an ninh Ukraine thêm rằng nghi phạm đã được FSB liên hệ vào cuối năm ngoái và hứa trả tiền công để làm gián điệp. Mục đích của Nga là gây ra thảm họa môi trường ở khu vực phía nam Biển Đen. SBU cho hay, đây là khu vực thường xuyên bị Nga nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái. Sinh viên mới bị bắt đối mặt với án tù trung thân vì tội phản quốc, SBU cho biết, Nga chưa bình luận về thông tin trên. Nga và Ukraine thường xuyên tuyên bố bắt công dân trong nước và những người nước ngoài làm gián điệp, cung cấp thông tin, tình báo giúp đối thủ của họ chiến thắng trong cuộc xung đột bùng phát hồi cuối tháng 12 năm 2022. FSB ngày 12 tháng 1 cho biết bắt người đàn ông với cáo buộc làm gián điệp cho Ba Lan để chuyển thông tin giúp Ukraine tập kích. Hồi tháng 10 năm 2023, FBU thông báo bắt 13 người bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga ở tỉnh Mykolaiv mô tả đây là một trong những mạng lưới tình báo quy mô lớn nhất của Nga bị phá từ khi xung đột bùng phát. Theo SBU, 13 người dân địa phương này chuyên cung cấp cho Nga thông tin về vị trí, căn cứ quân sự và hoạt động của quân đội Ukraine tại Mykolai, cũng như chỉ điểm để Nga tấn công cơ sở hạ tầng dân sự tại đây. Mỹ đã thuyết phục Pháp Đức viện trợ cho Ukraine như thế nào? Trong bối cảnh nguồn viện trợ của Mỹ bị đình trệ do căng thẳng chính trị nội bộ, Washington dường như đang dựa vào các cường quốc châu Âu để bù đắp sự thiếu hụt này. Mới đây, Pháp và Đức cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong năm 2024. Theo đài Sputnik của nga, sau nỗ lực phản công thất bại của Kiev năm 2023, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã cam kết ngừng vận chuyển khí tài tới quốc gia này. Vậy Mỹ đang cố gắng thế nào để giữ một số nền kinh tế lớn nhất châu Âu tham gia vào nỗ lực này? Ngày 14 tháng 1, tân ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock tuyên bố hai quốc gia này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi còn thấy cần thiết. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, quan chức ngoại giao Pháp và Đức cùng khẳng định chúng tôi hoàn toàn đồng ý rằng chúng tôi phải hỗ trợ người Ukraine khi còn cần. Nhà phân tích Andrea Castonta, cựu chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế tại tổ chức nghiên cứu Bao Group lập luận, Đức là quốc gia rất thú vị, người Mỹ có ảnh hưởng rất lớn ở Đức sau Thế chiến thứ hai. Để đáp ứng các cam kết đối với quyền bá chủ phương Tây, Mỹ và Đức phải thực hiện hoặc thể hiện nỗ lực hơn nữa trong bất kỳ điều gì mà các nước châu Âu đang thực hiện. Vì vậy, chẳng hạn, nếu Mỹ phản đối các cáo buộc chống lại Israel do Nam Phi đưa ra, thì Đức phải là quốc gia đầu tiên phản đối sau Mỹ. Nếu Washington nói rằng Nga là đối thủ của họ, thì Đức phải là quốc gia đầu tiên ở châu Âu có đánh tiếng chống tương tự và duy trì nguồn viện trợ cho Ukraine. Ông Kassonta cũng cho rằng Đức được hưởng lợi lớn từ làn sóng người di cư Ukraine do xung đột gây ra, đồng thời gọi nước này là nền kinh tế di cư. Lao động giá rẻ từ khắp châu Âu rất quan trọng đối với sức mạnh kinh tế của Đức. Đặc biệt là khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đang gây tác dụng ngược, đẩy chi phí năng lượng tăng cao. Nhà phân tích các vấn đề Nga Gilbert Dr. Rowe cũng chỉ ra rằng việc mất nguồn khí đốt của Nga đã có tác động rất tai hại tới khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp Đức và đầu tư vào sản xuất mới. Chuyên gia quan hệ quốc tế này lưu ý, Pháp có mối quan hệ với Mỹ khác với Đức và nước này cũng có lý do riêng để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Các quốc gia này đều viện trợ rất lớn cho Ukraine nhằm đảm bảo Nga không giành chiến thắng. Điều sẽ trở thành thảm họa lớn đối với NATO và toàn bộ khái niệm an ninh châu Âu hiện có mà các nước này đang chia sẻ, ông giải thích. Cùng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra cam kết sâu sắc trong cuộc xung đột tại Donbass. Họ coi đây là cuộc chiến sinh tồn cho châu Âu và họ sẽ gặp khó khăn khi đột ngột rút nguồn viện trợ cho Ukraine. Theo ông Kasonta, Mỹ cũng đã đạt được một mục tiêu quan trọng trong cuộc xung đột này. Washington đã mở rộng việc bán khí tài bằng cách gây áp lực buộc các lực lượng vũ trang ở cả hai bờ Đại Tây Dương phải nâng cấp kho khí tài của họ. Dù mục tiêu giáng một đòn mạnh vào Nga rõ ràng đã thất bại, nhưng ông Kasunta cho rằng các chính phủ phương Tây sẽ không thừa nhận thất bại của họ. Về phần mình, hôm 15 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nếu phương Tây muốn đàm phán về xung đột Ukraine thì nên ngừng cung cấp khí tài cho Kiev. Nếu nói về mong muốn của một số quốc gia muốn tìm lối thoát khỏi ngõ cụt, mà họ đã bị Washington lôi kéo thì đây là một vấn đề. Trong trường hợp này, họ nên ngừng cung cấp khí tài cho Ukraine, ngừng áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga và ngừng đưa ra các tuyên bố chống Nga. Bà nhấn mạnh, nếu những nỗ lực này hướng tới việc lôi kéo Nga và một quá trình nào đó theo cách của phương Tây nhằm tác động tới các cách tiếp cận của nguyên tắc của Nga thì Moscow sẽ không rơi vào cái bẫy này. Chuyên gia Trung Quốc nêu đánh giá về tên lửa bất khả chiến bại của Nga. Tên lửa siêu vật âm Kinza mà Nga mô tả là bất khả chiến bại, có hiệu quả không như kỳ vọng, theo đánh giá của một số chuyên gia quốc phòng Trung Quốc. Từ khi Kinza xuất hiện trên chiến trường Ukraine, các nhà phân tích quốc phòng Trung Quốc dường như đã theo dõi sát sao hiệu quả của loại vũ khí này trước công nghệ phương Tây để cải tiến tên lửa đông phương siêu vượt âm của chính mình. Tuy nhiên, theo thông tin từ phương Tây, Kinza được Nga mô tả là vũ khí siêu vượt âm bất khả chiến bại đã bị hệ thống Patriot đánh chặn hoặc bắn trượt ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những gì Mỹ và Ukraine nói về việc này là đúng. Nhà phân tích quốc phòng Trung Quốc Jin Jie viết hồi tháng 11 năm 2023 trên tạp chí khoa học và công nghệ công nghiệp quân sự. Theo chuyên gia Jin, tên lửa Kinza khó có khả năng gây tác động đáng kể trên chiến trường. Dự án ngắn hạn vội vàng Jin mô tả Kinza là phiên bản cải tiến của tên lửa Iskander phóng từ mặt đất của Nga Đời sau dự án ngắn hạn vội vàng để nhanh chóng đối phó áp lực mà phương Tây gây ra cho Moscow trong những năm trước chiến sự. Được phát triển dựa trên bộ khung kỹ thuật của những năm 1980, tên lửa này có thể không có hiệu suất chiến trường đáng kinh ngạc, nhà phân tích cho biết thêm. Khả năng cơ động của Kinza không thể so sánh với khả năng của tên lửa siêu thanh thực thụ, Jin viết, quỹ đạo di chuyển của Kinza cũng khiến nó dễ bị các hệ thống phòng thủ như Patriot ngăn chặn. Một bài viết khác có tựa đề cuộc đối đầu giữa Dager và Patriot ở Ukraine được đăng hồi tháng 7 năm 2023 trên Military Arms, tạp chí khoa học quốc phòng nổi tiếng của Bắc Kinh, cũng có đánh giá tương tự. Nga gọi Dajer là tên lửa siêu vượt âm, nhưng giới phân tích từ các nước khác thường tin rằng cái gọi là tên lửa siêu vượt âm Dajer thực tế là phiên bản phóng trên không của tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Iskander, theo bài viết. Những đánh giá trên phù hợp với nhận định của các chuyên gia phương Tây rằng Kinza không phải là tên lửa siêu thanh thực sự. Họ cho rằng Kinza dù có thể đạt vận tốc siêu thanh nhưng không thể di chuyển hiệu quả ở tốc độ ấy. Tên lửa đây giờ rất nhiều tham vọng nhưng lại không đủ sức mạnh, phân tích hồi tháng 7 cho biết. Độ chính xác không đủ Trong bài viết vào tháng 11 năm 2023, nhà phân tích Zin cũng cho rằng cách quân đội Nga dùng Kinza cũng có vấn đề. Theo Jin, Nga không còn dùng máy bay mig 31 để phóng Kinza mà sử dụng phản lực Su34 để khai hỏa an toàn từ bên ngoài phạm vi phòng thủ của Ukraine. Nhưng nhà phân tích Jin cho rằng Su34 quá chậm, không thể khai hỏa Kinza ở tốc độ tối ưu. Su34 vốn đã chậm hơn Mic31, hiện giờ còn chậm hơn bởi sức nặng của Kinza theo người này. Bài viết của Jin cũng không đánh giá cao năng lực dẫn đường tên lửa của hệ thống vệ tinh Nga, cho rằng nước này không đủ vệ tinh nên không đảm bảo được độ chính xác độ chính xác là không hiệu quả, nhà phân tích viết. Cuối cùng, Jin chỉ ra vấn đề là Nga không có đủ số lượng kim ra. Theo nhà phân tích, lệnh trừng phạt của phương Tây đã ngăn Moscow có thể nhanh chóng sản xuất vũ khí. Giao găm không được sản xuất và trang bị với số lượng lớn sau 1,5 năm sử dụng, trong kho có thể chỉ còn lại rất ít, nhà phân tích Jin viết. Nó chỉ có thể được sử dụng để tấn công các vị trí chiến lược. Nhận định trên phù hợp với những phát hiện vào tháng 12 năm 2023 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Tổ chức Nghiên cứu ở Mỹ, Dẫn thông tin từ tình báo Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, Nga hiện chỉ sản xuất 4 tên lửa Kinza mỗi tháng.